Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi ngày 25 tháng 7 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ Việt Nam mà ngay tại Trung Quốc giá hơi cũng đang giảm mạnh tới 65% từ tháng 6 cho đến những ngày tháng 7 do dịch bùng phát. Người dân hoảng loạn bán tháo, số lượng lợn được xuất chuồng ngày càng nhiều hơn với mức giá chạm đáy trong thời gian gần đây. Và hiện nay chỉ còn mức giá dao động khoảng 13 nhân dân tệ trên 1 kg, tức là tương đương với khoảng 2 đô la Mỹ trên 1 kg. Hoạt động bán tháo vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi khi mà nông dân lo ngại đà giảm sẽ tiếp tục. Trước tình trạng trên, Trung Quốc lo ngại người chăn nuôi sẽ bỏ đàn, gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung sau này. Các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc cho biết, chính quyền từ trung ương đến địa phương nước này đã bắt đầu mua thịt heo vào kho dự trữ quốc gia nhằm hỗ trợ giá cho người chăn nuôi. Còn đối với tại thị trường trong nước trong ngày hôm nay, giá lợn hơi nhiều địa phương vẫn tiếp tục có xuống giảm nhẹ, nhiều nơi về mức 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Trong đó, tại khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay, vẫn phổ biến mức giá giao quanh 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, tùy thuộc vào từng địa phương. Ngay như tại Hà Nội trong ngày hôm nay, mức giá phổ biến giao quanh 55 cho đến 57.000 đồng. Hưng Yên, Bắc Giang trong ngày hôm nay cũng giảm nhẹ xuống mức 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên đối với dòng heo siêu, nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở khu vực Hưng Yên như là tiên lữ của tỉnh Hưng Yên có mức giá 56.000 đồng trên 1 kg. Theo anh Hải, một thương lái trên địa bàn huyện Ba Vì của thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội bắt đầu thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, vì vậy vài ngày tới giá hơi sẽ giảm do khó lưu thông thị trường tiêu thụ chậm bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bùng phát, các hoạt động ăn uống, du lịch bị giới hạn, trong khi nguồn cung đảm bảo vì người chăn nuôi dần dần phục hồi đàn vật nuôi. Việc tái đàn ở các địa phương diễn ra khá thuận lợi, trong khi giá thức ăn chăn nuôi hiện nay vẫn đang còn cao. Nếu giá lợn hơi tiếp tục giảm mạnh thì chắc chắn người chăn nuôi sẽ lầm vào tình cảnh khó khăn. Còn một số địa phương như là Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái hay là khu vực Lào Cai giá hơi trong ngày hôm nay đối với dòng heo siêu giao động mức giá 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg áp siêu phổ biến mức giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg Khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng ít có sự thay đổi đặc biệt là đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay nhiều địa phương chỉ giao động mức giá 50 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức giá cao nhất ở khu vực này, do đó mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Còn đối với khu vực phía Nam, chờ đầu mối Hóc Môn mở cửa một phần trở lại, chỉ có tác dụng tâm lý đến thị trường giá hơi ở thị trường miền Nam một vài ngày trước và hiện giá hơi gần như vẫn đang giữ nguyên và mức khá thấp. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay, một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu lẫn tỉnh Bình Phước đang giao quanh mức giá phổ biến 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Nhiều tỉnh ngờ thị trường miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay như là Long An có mức giá khá cao 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg hay đối với tỉnh Bến Tre giao động mức giá 55 cho đến 58.000 đồng. Các địa phương như Kiên Giang, Tiền Giang thì vẫn đang dưới mức giá như ngày hôm qua. Quý vị và các bạn thân mến, theo Cục chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Giá lợn hơi trên địa bàn cả nước đang có xu hướng giảm mạnh trong vòng một tháng qua, không chỉ do nguồn cung ổn định với mức đạt 27 triệu con lợn ở trên phạm vi cả nước, mà chủ yếu do khâu lưu thông bởi tác động của đại dịch Covid-19. Và dự báo giá lợn hơi có thể sẽ tăng trở lại khi khâu lưu thông tiêu thụ bình thường trở lại. Tuy nhiên, trước tình hình giá thức ăn chăn nuôi ngày càng tăng cao và chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, Cục chăn nuôi khuyến cáo người dân tái đàn theo nhu cầu của thị trường và có kế hoạch sản xuất tránh rủi ro do dịch bệnh cũng như là giá cả trên thị trường có sự biến động. Còn theo ghi nhận, giá hơi trong ngày hôm nay ở thị trường miền Bắc hầu như ít có sự thay đổi. Hải Dương giao lợi mức giá 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Hà Nội trong ngày hôm nay đối với dòng heo đẹp cũng bán được với mức giá khá cao 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên phổ biến mức giá 54 cho đến 55.000 đồng. Hải Phòng giao động mức giá 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc giao động mức giá 54 cho đến 55.000 đồng. Các địa phương như là Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình giao quanh mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Và theo ghi nhận trong ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam, đặc biệt là chợ đầu mối do xúc gia cầm ở huyện Bình Lục của tỉnh Hà Nam, chỉ có mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình trong ngày hôm nay cũng giao động mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trong khi đó, một số địa phương ở khu vực phía Tây Bắc như Hòa Bình giao động mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Sơn La giao động mức giá 54 cho đến 56.000 đồng, trong khi đó hai địa, địa phương đó là Điện Biên và tỉnh Lai Châu có mức giá cao hơn 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Thái Nguyên trong ngày hôm nay nhiều chăn đuôi báo giá 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ 53 cho đến 56.000 đồng Bắc Cạn, Tuyên Quang và khu vực Lào Cai Yên Bái chỉ phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, hai địa phương là Cao Bằng và tỉnh Hà Giang phổ biến mức giá 55.000 đồng. Bắc Giang 54 cho đến 56.000 đồng và địa phương này cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Thị trường miền Nam trong ngày hôm nay hầu như chưa có địa phương nào có mức giá 60.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể như Đồng Nai trong ngày hôm nay giao quanh mức giá 52 cho đến 54 000 đồng, thành phố Hồ Chí Minh 54 cho đến 56 000 đồng trên 1 kg. Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương và tỉnh Tây Ninh trong ngày hôm nay cũng giao quanh mức giá 53 cho đến 55 000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh Bến Tre, nhiều chăn nuôi vẫn báo giá 56 cho đến 58 000 đồng đối với dòng heo siêu, Cần Thơ 54 cho đến 56 000 đồng trên 1 kg. Hậu Giang 53 cho đến 55 000 đồng. Đồng Tháp 55 cho đến 56 000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Long An có mức giá cao hơn 56 cho đến 57 000 đồng. Vĩnh Long 55 000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng trong ngày hôm nay có mức giá khá thấp, chỉ dao động mức giá 52 cho đến 53 000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh 52 cho đến 54 000 đồng Khu vực Cà Mau, Kiên Giang và tỉnh Tiền Giang trong ngày hôm nay do động mức giá 54.000 đồng trên 1 kg. Và theo ghi nhận trong ngày hôm nay ở huyện An Phú của tỉnh An Giang báo giá 55.000 đồng trên 1 kg đối với dòng heo đẹp. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay duy nhất chỉ có Lâm Đồng là đang duy trì mức giá cao 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác như Gia Lai do quanh mức giá 53 cho đến 54.000 đồng. Con Tum dao quanh mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Đắk Nông và Đắk Lắk trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Còn một số địa phương ở khu vực miền Trung như Thanh Hóa đối với dòng heo đẹp giao quanh mức giá 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên lợn móng cái, lông trắng khu này chỉ có mức giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An 55 cho đến 56.000 đồng. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay đối với dòng đẹp cũng chỉ dao quanh mức giá cao nhất là 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình 58.000 đồng, Quảng Trị 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg, trong khi đó Huế giao động mức giá 57 cho đến 58.000 đồng. Đối với các tỉnh ở khu vực miền Nam Trung Bộ có Quảng Nam là địa phương đang duy trì mức giá cao, giao động mức giá 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg đối với dòng heo siêu, dòng áp siêu khung này đang giao động 55.000 đồng. Quảng Ngãi 57.000 đồng trên 1 kg, Bình Định 54 cho đến 55.000 đồng, Phú Yên trong ngày hôm nay cũng chỉ có mức giá 54.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương như Khánh Hòa, Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận giao động mức giá 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Như vậy là giái hơi ở các địa phương chỉ có thể tăng trở lại khi khâu lưu thông tiêu thụ bình thường trở lại và dịch bệnh ở các tỉnh được kiểm soát. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng trong bản tin giái hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.